tuổi già, bác sĩ tiết lộ sáng ngủ dậy thấy 4 dấu hiệu này, ung thư đang ngấu nghiến lá phổi. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Nhân Quả. Các bạn thân mến, căn bệnh ung thư chính là một nỗi lo lắng lớn luôn tồn tại trong mỗi chúng ta, đặc biệt là khi đã bước qua tuổi 60, vì lúc này sức khỏe đã không còn dẻo dai và khả năng phục hồi cũng đã giảm sút. Bạn biết không, buổi sáng sau khi vừa thức dậy được xem là một trong số ít những thời điểm mà các dấu hiệu ung thư trở nên rõ ràng nhất dù chỉ đang ở giai đoạn ban đầu. Ông Tần năm nay 62 tuổi đột ngột phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư phổi khi đi khám viêm họng. Ông cho biết, lúc trước mình vốn làm việc tay chân nhiều năm nên cơ thể rất khỏe mạnh và ít khi ốm vặt. Chỉ có điều, mấy tháng gần đây sáng nào ngủ dậy ông cũng liên tục cảm thấy khàn giọng và hơi khó thở. Lúc đầu, ông Tần cho rằng mình đã uống quá nhiều nước lạnh, lại còn có thói quen mở quạt lớn khi ngủ nên bị viêm họng. Sau khi thay đổi những thói quen này, còn chăm chỉ uống nước ấm và ngậm kẹo bạc hà hàng ngày mà không thấy đỡ thì ông sẽ quyết định đi khám. Thật không ngờ, kết quả chẩn đoán chỉ ra ông Tần đã mắc phải căn bệnh quái ác mang tên ung thư phổi giai đoạn 2. Ông liên tục gào khóc, không chịu tin mình đã mắc bệnh vì vốn rằng không xuất hiện các dấu hiệu như ho dữ dội hay nôn ra máu, đau tức ngực giống như các nhân vật bị ung thư phổi mình thường xem trong phim truyền hình. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe cho biết không phải bệnh nhân ung thư phổi nào cũng có những triệu chứng rõ ràng như trên. Ngoài ra, có nhiều nguyên nhân khiến các triệu chứng của ung thư phổi rõ ràng hơn hoặc chỉ gặp vào buổi sáng sau khi thức dậy. Đó là do bệnh này nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ và tư thế. Sau một đêm ngủ dài, cơ thể của chúng ta đang thiếu đi năng lượng và thiếu nước, thì chính lúc này con người cũng sẽ nhạy cảm hơn với các bất thường của cơ thể. Vì vậy, nếu buổi sáng thức dậy và chợt nhận ra rằng mình có 4 dấu hiệu dưới đây, bạn hãy nhanh chóng sắp xếp đi thăm khám nhé, vì rất có thể tế bào ung thư đang ngấu nghiến lá phổi của bạn từng ngày đó ạ. 1. Khàn tiếng, khó thở dai dẳng. Triệu chứng khàn giọng và khó thở thường xuất hiện rõ ràng hơn vào buổi sáng. Sau một đêm ngủ dài, cơ thể chúng ta sẽ bị mất nước và nhiệt độ ban đêm giảm xuống, làm cho các triệu chứng này càng trở nên rõ rệt hơn. Các bạn có thể cảm thấy giọng nói mình khàn hơn và hơi thở khó khăn hơn, cùng với cảm giác thắt chặt ở cổ họng. Cảm giác khó thở này bắt nguồn khối u phổi cũng thường xảy ra hoặc trở nên nghiêm trọng hơn vào buổi sáng. Điều này có thể do bạn đột ngột thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi hoặc đứng dậy. Không những thế, những khi cố gắng vận động, các bạn có thể thấy hơi thở trở nên nặng nề và khó khăn hơn. Một điểm đặc biệt mà chúng ta có thể nhận thấy nữa là khàn giọng và khó thở do ung thư phổi vào buổi sáng thường kèm theo sự mệt mỏi dai dẳng, dù các bạn đã ngủ đủ giấc. Bạn có thể cảm thấy tức ngực, chóng mặt và cả người yếu ớt, như thể thiếu đi dưỡng khí. Những triệu chứng này có thể giảm bớt sau một lúc, nhưng chúng sẽ lại lặp lại vào sáng hôm sau. Bạn hãy chú ý nhé. 2. Ho nhiều hoặc ho ra máu. Bạn biết không, ung thư phổi là một căn bệnh nguy hiểm và khó phát hiện ở giai đoạn sớm vì các triệu chứng thường không rõ ràng. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu vào buổi sáng sớm mà chúng ta cần lưu ý để kịp thời thăm khám và điều trị. Một trong những triệu chứng đáng chú ý nhất của ung thư phổi chính là những cơn ho không ngắt quãng. Bạn cần biết rằng triệu chứng ho do ung thư phổi không hề giống như khi bạn ho do bị cảm lạnh. Đó là những cơn ho gây khó chịu, tức ngực, ho thành cơn dữ dội và có thể kèm theo khó thở giống như cảm giác sắp chết đuối. Cơn ho thường không có đờm hoặc chỉ có một lượng nhỏ đờm trắng, dính. Trong một số trường hợp, chúng ta còn có thể thấy vệt máu trong đờm. Ở giai đoạn nặng, người bệnh còn có thể bị ho ra máu. Và đây là một dấu hiệu rất đáng lo ngại mà nếu như gặp phải bắt buộc bạn phải đi thăm khám ngay. Đặc biệt hơn là các cơn ho gây ra bởi ung thư phổi sẽ trở nên dữ dội hơn khi có sự thay đổi nhiệt độ hoặc tư thế đột ngột. Chính vì thế, các cơn ho này rất dễ xảy ra vào buổi sáng sớm, khi cơ thể chúng ta chỉ vừa mới thức dậy và nhiệt độ ngoài trời cũng thường thấp hơn. Điều này càng trở nên rõ rệt hơn vào mùa lạnh, khi nhiệt độ thay đổi đột ngột từ trong nhà ra ngoài trời có thể kích thích các cơn ho liên tục vô cùng khó chịu. Một điều mà chúng ta có thể lưu ý để quan sát nữa là các cơn ho này thường sẽ không thuyên giảm sau khi các bạn sử dụng các loại thuốc ho hoặc thuốc cảm lạnh thông thường. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cơn ho không phải do nguyên nhân thông thường như cảm lạnh hay viêm phế quản, mà có thể do một vấn đề nghiêm trọng hơn gây ra đó ạ. 3. Đau ngực tức ngực không rõ nguyên nhân. Một trong những dấu hiệu chúng ta rất cần lưu ý khi nói về ung thư phổi chính là cơn đau ngực hoặc cảm giác tức ngực không rõ nguyên nhân. Đây là một triệu chứng phổ biến và có thể giúp chúng ta nhận biết sớm căn bệnh này. Bạn hãy cùng theo dõi tiếp nhé. Ở giai đoạn đầu,
Cơn đau ngực do ung thư phổi có thể chưa rõ ràng. Các bạn có thể chỉ cảm thấy một sự khó chịu, bức bối ở lồng ngực, giống như có gì đó đè nén. Đây là dấu hiệu cần được quan tâm, đặc biệt là khi cảm giác này xuất hiện thường xuyên hơn mà không rõ nguyên nhân. Bạn biết không, nguyên nhân của triệu chứng này có thể là do trong thành ngực có nhiều đầu mút sợi thần kinh. Và khi tế bào ung thư phổi xâm lấn vào thành ngực, nó sẽ gây ra cảm giác đau tức ngực. Theo thống kê thì khoảng một nửa số bệnh nhân người cao tuổi bị ung thư phổi đã từng gặp phải các triệu chứng đau tức ngực hoặc đau vai, nhất là vào buổi sáng sớm. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi bạn thực hiện hít thở, bởi khí sẽ ra vào phổi tạo lực ép và chuyển động ở vùng ngực, từ đó gây tác động lên khối u và sinh ra cảm giác đau. Đặc điểm của cơn đau tức ngực do ung thư phổi là nó thường đi kèm với khó thở, ho dai dẳng và cảm giác đau sâu bên trong. Triệu chứng này có thể xuất hiện bất chợt, ngay cả khi các bạn không làm việc nặng nhọc hay căng thẳng. Và điều này làm cho triệu chứng trở nên khó chịu và đáng lo ngại hơn. 4. Đau vai và cánh tay dai dẳng. Một trong những dấu hiệu nhận biết ung thư phổi vào buổi sáng sớm mà người cao tuổi chúng ta cần chú ý nữa đó chính là đau vai và cánh tay dai dẳng. Nếu các bạn không gặp chấn thương hay mắc các bệnh cơ xương khớp nhưng vẫn cảm thấy đau ở vai và cánh tay vào mỗi sáng sớm thì lúc này chúng ta hãy đặc biệt cẩn trọng và quan sát kỹ hơn nhé. Vì đây có thể là dấu hiệu của sự xuất hiện khối u ở phổi. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, khi các bạn thức dậy và bắt đầu vận động thì vai và cánh tay phải hoạt động trở lại, điều này làm cho cơn đau trở nên rõ ràng hơn. Lúc này, phổi của chúng ta cũng cố gắng hoạt động mạnh hơn để tăng cường hô hấp, từ đó dẫn đến khối u bị tác động nhiều hơn và liên tục gây ra cảm giác đau đớn. Theo các chuyên gia cho biết, tình trạng đau vai và cánh tay bất thường thường liên quan đến các khối u ác tính ở phổi. Nguyên nhân chủ yếu là do khối u xâm lấn vào màng phổi hoặc do dẫn lưu bạch huyết cục bộ bất thường. Và phổi chính là cơ quan nằm gần khu vực vai và cánh tay, do đó, khi phổi bị ảnh hưởng bởi khối u thì cơn đau cũng lan đến các vùng này. Đặc biệt, khi các khối u phát triển chèn ép lên phần trên của phổi, chúng sẽ tạo áp lực lên mô cơ và xương khớp gần đó và gây ra cảm giác đau đớn. Các bạn thân mến, điều đặc biệt hơn là các triệu chứng của ung thư phổi không nhất thiết chỉ xuất hiện vào buổi sáng. Tương tự thì cảm giác khó chịu vào buổi sáng không nhất thiết là do ung thư phổi, mà có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh khác. Tuy nhiên, nếu các bạn cảm thấy không khỏe hoặc có các triệu chứng như đau vai và cánh tay trong nhiều ngày liên tiếp thì chúng ta hãy mau chóng đến cơ sở y tế để kiểm tra và xác định nguyên nhân nhé. Phổi là một bộ phận quan trọng cơ thể con người. Thế nên, trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, người cao tuổi ngoài 60 rất cần ăn nhiều các thực phẩm giúp phổi được lọc sạch và khỏe mạnh hơn. Vậy thì ở độ tuổi này chúng ta cần xây dựng thực đơn như thế nào để ngừa ung thư phổi các bạn nhỉ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tiếp trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay nhé. 5 thực phẩm là máy hút bụi cho phổi, ăn hàng ngày giúp lọc sạch phổi. 1. Rau súp lơ. Bạn biết không, rau súp lơ được mệnh danh là vua của các loại rau nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng phong phú. Ăn súp lơ thường xuyên giúp tăng cường khả năng giải độc gan, nâng cao sức đề kháng và đặc biệt là phòng chống ung thư. Chất dinh dưỡng trong rau súp lơ có thể hỗ trợ cơ thể loại bỏ các chất độc hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Ngoài ra, rau súp lơ còn có tác dụng thanh nhiệt và nhuận phổi, rất phù hợp để bảo vệ sức khỏe hô hấp. Mỗi ngày, các bạn chỉ cần dùng khoảng 30g rau súp lơ nấu canh và ăn đều đặn sẽ giúp thanh lọc cơ thể và giữ cho phổi luôn khỏe mạnh. 2. Rau họ cải. Một nhóm thực phẩm đặc biệt có lợi cho phổi nữa chính là các loại rau họ cải. Rau họ cải bao gồm những loại rau như bông cải xanh, mầm rút sen, cải xoăn và súp lơ. Theo các nhà khoa học, những loại rau này có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư phổi. Chúng chứa nhiều glucosinolate, một hợp chất tự nhiên đã được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của một số loại bệnh viêm đường hô hấp liên quan đến phổi. Bông cải xanh là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn vì nó có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào phổi khỏi bị tổn thương. Hãy thử thêm bông cải xanh vào món salad hoặc xào nhẹ để giữ nguyên độ giòn và dinh dưỡng. Mầm rút sen cũng là một siêu thực phẩm cho phổi. Với hàm lượng vitamin C và K dồi dào, mầm rút sen không chỉ tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp cơ thể loại bỏ các chất độc hại, bảo vệ phổi khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường. Cải xoăn, với hàm lượng chất xơ cao, giúp duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đồng thời cung cấp nhiều vitamin A, C và K, rất cần thiết cho sức khỏe của phổi. Hãy thử làm sinh tố với cải xoăn để có một thức uống bổ dưỡng và dễ uống. 3. Gừng.
Gừng không chỉ là một loại gia vị làm tăng hương vị cho các món ăn mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, chức năng kháng viêm của gừng giúp làm sạch các chất ô nhiễm còn sót lại trong phổi, nguyên nhân chính gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe hô hấp. Để có thể kết hợp gừng vào bữa ăn hàng ngày của chúng ta cũng rất đơn giản. Các cô bác có thể thêm vài lát gừng tươi vào nước sôi để pha trà gừng, uống vào buổi sáng để làm ấm cơ thể và thanh lọc phổi. Ngoài ra, gừng cũng có thể được dùng để nấu cháo, thêm vào các món canh, hoặc xào chung với rau củ. Mùi thơm đặc trưng của gừng sẽ làm cho các món ăn thêm phần hấp dẫn, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Không chỉ giúp làm sạch phổi, gừng còn hỗ trợ giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện tuần hoàn máu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Một cách dễ dàng để tận dụng lợi ích của gừng là thêm một ít gừng tươi vào nước ép hoặc sinh tố hàng ngày. Chẳng hạn, nước ép cà rốt pha chút gừng tươi không chỉ ngon miệng mà còn cung cấp nhiều vitamin và dưỡng chất, giúp bảo vệ phổi và tăng cường sức khỏe tổng thể. Các bạn cũng có thể dùng gừng trong các món súp hoặc hầm. Vì chỉ cần thêm vài lát gừng vào nồi súp gà hoặc bò, món ăn không chỉ thơm ngon hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe phổi. Đặc biệt vào mùa đông, những món ăn có gừng sẽ giúp cơ thể ấm lên, phòng ngừa cảm lạnh và các bệnh về đường hô hấp. 4. Táo. Táo xanh chứa nhiều chất xơ, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn và loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể. Đây là yếu tố quan trọng để giữ cho phổi luôn khỏe mạnh, bởi vì khi cơ thể được thanh lọc, hệ hô hấp cũng sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, táo còn giàu chất flavonoid và vitamin, đặc biệt là vitamin C. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào phổi khỏi các tổn thương do các gốc tự do gây ra. Hơn nữa, vitamin C còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng, bao gồm cả những bệnh liên quan đến phổi. Một quả táo mỗi ngày có thể giúp chúng ta duy trì một hệ hô hấp khỏe mạnh và ngăn ngừa các bệnh phổi. Các chất dinh dưỡng có trong táo không chỉ giúp cải thiện chức năng phổi mà còn tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Các bạn có thể dễ dàng bổ sung táo vào chế độ ăn hàng ngày bằng cách ăn trực tiếp, làm nước ép hoặc thêm vào các món salad. Một món ăn đơn giản nhưng rất bổ dưỡng là táo xanh trộn salad. Chỉ cần cắt táo thành từng lát mỏng, trộn cùng rau xanh và một ít dầu ô liu, món salad này sẽ không chỉ ngon miệng mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. 5. Nấm trắng. Nấm trắng là một loại thực phẩm tuyệt vời không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn vì những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại, đặc biệt là trong việc bảo vệ phổi và phòng ngừa ung thư. Mỗi 100g nấm trắng sấy khô chứa tới 5-6g protein, âm 0g chất béo, 79g carbohydrate và 2,6g chất xơ. Nấm trắng còn là nguồn cung cấp canxi, phốt pho và sắt dồi dào, với hàm lượng lần lượt là 380mg, 250mg và 30mg. Đặc biệt, nấm trắng chứa nhiều vitamin B2 và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác giúp loại bỏ mệt mỏi trong cơ thể. Việc thường xuyên bổ sung nấm trắng vào chế độ ăn uống không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn tăng cường khả năng chống lại bệnh tật. Nấm trắng có khả năng hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Những dưỡng chất có trong nấm trắng còn giúp phổi hoạt động hiệu quả hơn, giảm nguy cơ mắc các bệnh phổi mãn tính và ung thư phổi. Không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao, nấm trắng còn dễ dàng kết hợp vào nhiều món ăn khác nhau. Bạn có thể sử dụng nấm trắng trong các món xào, nấu canh, hoặc thậm chí là làm salad. Hương vị ngọt nhẹ và giòn của nấm trắng sẽ làm cho các món ăn thêm phần hấp dẫn và bổ dưỡng. Đối với người cao tuổi, việc bổ sung nấm trắng vào bữa ăn hàng ngày không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua chương trình hôm nay, chúng ta đã cùng nhau khám phá những dấu hiệu quan trọng mà mỗi người cao tuổi cần lưu ý mỗi sáng thức dậy. Những triệu chứng như khó thở, ho dai dẳng, đau ngực và đau vai không chỉ đơn thuần là biểu hiện của sự mệt mỏi hay lão hóa, mà còn có thể là những dấu hiệu tiềm ẩn của căn bệnh ung thư phổi nguy hiểm. Nhận biết sớm và thăm khám kịp thời là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của bạn. Tuổi già mang đến cho chúng ta rất nhiều thách thức về sức khỏe, nhưng với sự quan tâm và chăm sóc đúng mức, bạn hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin trong chương trình đã giúp các bạn nhận thức rõ hơn về những nguy cơ tiềm ẩn và cách phòng ngừa hiệu quả căn bệnh quái ác này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nắm bắt những biểu hiện cho thấy gan của chúng ta có thể đang gặp vấn đề và đồng thời ngăn chặn chúng bằng một giải pháp hoàn toàn tự nhiên.
Gan là một bộ phận quan trọng của cơ thể, đóng vai trò chính trong việc loại bỏ độc tố khỏi máu, kiểm soát mức cholesterol và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Nhưng nếu gan của bạn bị bệnh, những chức năng này sẽ bị ảnh hưởng, làm cho các chất độc thừa không được đào thải kịp thời và tích tụ trong cơ thể, gây ra các vấn đề về sức khỏe. Bạn muốn biết làm thế nào để nhận biết những dấu hiệu gan đang gặp rắc rối và cần làm gì để giữ cho gan khỏe mạnh? Hãy theo dõi video ngày hôm nay vì chúng tôi sẽ giới thiệu một phương pháp tự nhiên có thể giúp bạn bảo vệ gan của mình, đó là nghệ. Đây là một nguồn dưỡng chất thiên nhiên vô cùng quý giá. Khi biết cách sử dụng đúng cách, nghệ có thể giúp chúng ta duy trì sức khỏe tốt. 1. Cải thiện hệ thống tiêu hóa. Chúng ta đã biết rằng nghệ có những tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Sức mạnh của nghệ thậm chí còn giúp bảo vệ gan của chúng ta khỏi những tổn thương do các độc tố gây ra. Đây là một lợi ích đặc biệt cho những người đang dùng một số loại thuốc mạnh để điều trị bệnh tiểu đường hoặc các tình trạng sức khỏe khác có thể gây tổn thương cho gan khi dùng lâu dài. Cả nghệ và chất curcumin, một thành phần quan trọng của nghệ, được coi là rất an toàn khi sử dụng. Nó đã được đánh giá là một phương pháp điều trị hiệu quả cho cả bệnh gan cấp và mãn tính. Nghệ chứa rất nhiều loại dưỡng chất tốt cho sức khỏe của chúng ta, bao gồm calo, protein, chất béo, carbon hydrate, mangan, sắt, kali, vitamin và curcumin. Nhưng không chỉ có lợi cho gan, nghệ còn có nhiều lợi ích khác đối với cơ thể của chúng ta. Thứ nhất, nó có thể cải thiện hệ tiêu hóa. Curcumin trong nghệ giúp kích thích tăng tiết dịch mật, đồng thời cải thiện sự lưu chuyển của nó. Thành phần này còn có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây viêm nhiễm, làm liền các vết loét và giảm sự co thắt của dạ dày. Nó tạo ra một lớp bảo vệ cho niêm mạc dạ dày, giúp giảm thiểu các triệu chứng như đau dạ dày, chứng đầy bụng và ợ chua. 2. Đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về một đặc tính thú vị và tuyệt vời không ngờ của nghệ, một loại thảo dược tự nhiên mà có lẽ ai cũng biết đến. Đó chính là khả năng chống viêm mạnh mẽ của nó. Trước khi chúng tôi đi sâu vào chủ đề này, hãy để chúng tôi giải thích một chút về viêm. Viêm không phải lúc nào cũng xấu như bạn nghĩ. Thật ra, đó là cách cơ thể của chúng ta phản ứng trước những tác nhân xâm nhập từ bên ngoài như vi trùng, vi khuẩn hay loại bỏ tế bào bị tổn thương trong cơ thể. Đó là hình thức tự bảo vệ của cơ thể. Tuy nhiên, khi cơ thể ở trong trạng thái viêm kéo dài, điều đó có thể gây ra vấn đề cho sức khỏe của chúng ta. Và đây là nơi nghệ, một loại thảo dược khiêm tốn nhưng cực kỳ mạnh mẽ, chơi một vai trò rất quan trọng. Trong nghệ có chất curcumin, một chất được biết đến với khả năng chống viêm tuyệt vời. Sức mạnh của curcumin tương đương, thậm chí còn mạnh hơn một số loại thuốc chống viêm. Điểm đặc biệt ở đây là nghệ không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào như các loại thuốc chống viêm thông thường. 3. Ngăn ngừa quá trình lão hóa. Và hiệu quả thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ chính là khả năng ngăn ngừa quá trình lão hóa. Đối với bất cứ ai, không chỉ người cao tuổi, đều mong muốn chậm lại quá trình lão hóa một cách tự nhiên, thì nghệ chính là một sự lựa chọn hoàn hảo. Quá trình chống oxy hóa là một trong những cách chúng ta có thể chống lại sự lão hóa. Chúng giúp chống lại sự tổn thương của DNA và các tế bào, làm giảm nguy cơ mắc bệnh và giữ cho cơ thể của chúng ta hoạt động ở trạng thái tốt nhất. Và bạn có biết khả năng chống oxy hóa của nghệ cực kỳ mạnh mẽ không? Curcumin có trong nghệ là một chất chống oxy hóa siêu hạng, có nghĩa là nó có thể trung hòa các gốc tự do. Những hợp chất mà gây ra sự tổn thương tế bào và gây nên quá trình lão hóa. Nhưng curcumin không chỉ dừng lại ở đó, nó còn kích thích các enzyme chống oxy hóa trong cơ thể chúng ta, từ đó tăng cường sức mạnh tự nhiên chống lại sự lão hóa. Với nghệ, bạn không chỉ đang chống lại lão hóa mà còn ngăn ngừa sự phát triển của nhiều loại bệnh. Tất cả những điều đó đều đến từ một loại thảo dược tự nhiên, dễ tìm và rất an toàn. Hãy nghĩ về việc thêm nghệ vào chế độ ăn hàng ngày của bạn. Nghệ có thể dễ dàng được thêm vào nhiều món ăn, nước uống và nó hay được sử dụng chế biến trà. Đại lượng vitamin, khoáng chất
và các chất chống oxy hóa mà nghệ cung cấp cho cơ thể chúng ta sẽ làm cho bạn cảm thấy trẻ khỏe hơn và trông trẻ trung hơn. Nghệ không chỉ là một loại gia vị thơm ngon mà còn là một bí mật cho sức khỏe tuổi tác. 4. Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Alzheimer là một loại bệnh lý thần kinh có liên quan đến việc mất trí nhớ và hiện tượng suy giảm các chức năng tư duy khác. Điều này gây ra những rối loạn về hành vi và gây khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Và tin mừng là nghệ có khả năng giúp phòng ngừa rất hiệu quả các căn bệnh này. Vậy nghệ hoạt động như thế nào để có thể đạt được hiệu quả này? Thành phần chính của nghệ thực hiện công việc này là curcumin. Theo các nghiên cứu, curcumin có khả năng loại bỏ amyloid tích tụ trong não, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến Alzheimer. Bằng cách loại bỏ các amyloid, curcumin giúp máu lưu thông đến não được tốt hơn, qua đó ngăn chặn hiệu quả và làm chậm sự tiến triển của bệnh. Với người cao tuổi, việc ăn uống hàng ngày có chứa nghệ không chỉ giúp họ duy trì sức khỏe và độ linh hoạt của não, mà còn giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Đây không phải chỉ là một loại gia vị nấu ăn, mà còn là một vũ khí tuyệt vời trong chiến dịch chống lại Alzheimer, giúp quý vị luôn giữ được trí nhớ tốt, sự tinh thần sáng tỏ và giữ cho não bộ hoạt động ở trạng thái tốt nhất. Nghệ có thể được dùng như một loại thức uống, có thể thêm vào các món ăn hàng ngày hoặc kết hợp với sữa tạo thành một loại nước uống bổ dưỡng. Rõ ràng đây không chỉ là một loại thảo dược tốt cho sức khỏe, mà còn là cách đơn giản và tự nhiên nhất để phòng tránh những vấn đề liên quan đến trí nhớ và não bộ. 5. Giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Hiệu quả thứ 5 của nghệ, một loại thảo dược tuyệt diệu mà chúng ta không thể bỏ qua, đó chính là khả năng quý giá trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Tiêu chí quan trọng nhất trong việc duy trì sức khỏe tim mạch chính là việc giữ cho lượng cholesterol xấu ở mức thấp nhất có thể và từ đó giúp cho hệ thống tim mạch hoạt động mạnh mẽ. Chính ở đây, nghệ có thể đóng một vai trò quan trọng nhờ vào các đặc tính chống viêm của mình. Nghệ có khả năng loại bỏ cholesterol xấu trong máu, một trong những yếu tố chính gây ra rối loạn tim mạch. Không chỉ loại bỏ cholesterol xấu, nghệ còn giúp tăng cường sức chống chịu và khả năng vận hành của hệ thống tim mạch. Việc sử dụng nghệ đều đặn trong chế độ ăn uống của chúng ta chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe tim mạch. Giữ cho tim mạch khỏe mạnh là mục tiêu quan trọng của tất cả chúng ta, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Và nghệ chính là một công cụ tự nhiên, an toàn và hiệu quả để chúng ta làm được điều đó. 6. Ngăn ngừa ung thư. Tôi muốn chia sẻ với quý vị một công dụng nữa của nghệ, đó chính là khả năng ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư vô cùng hiệu quả. Có lẽ bạn đã từng nghe nhiều về điều này, nhưng hãy để chúng ta tìm hiểu sự thật đó ngay sau đây nhé. Nghệ là một nguyên liệu tự nhiên chứa hoạt chất curcumin, một hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Curcumin có khả năng loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể, và đó chính là lợi ích to lớn trong việc ngăn ngừa ung thư. Thực tế là ung thư phổi, ung thư gan, ung thư vú và nhiều loại ung thư khác đều có thể bị ảnh hưởng bởi lượng gốc tự do trong cơ thể. Vì vậy, việc loại trừ ra khỏi cơ thể rất quan trọng. Và chính curcumin trong nghệ giúp chúng ta thực hiện điều đó. Nghệ không chỉ có thể được sử dụng như một loại gia vị trong nấu ăn, mà còn có thể dùng làm nước uống. Việc pha nghệ với mật ong vào buổi sáng không chỉ tăng cường hệ miễn dịch mà tăng tối đa khả năng phòng ngừa ung thư. Với tinh chất ấm và vị cay thơm, nghệ theo y học cổ truyền có tác dụng hành khí, thông kinh và chỉ thống, giúp điều hòa nội tiết không chỉ tốt cho cơ thể mà còn có lợi cho phụ nữ có kinh nguyệt không đều. Nghệ là một loại gia vị và thảo dược được nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng cũng cần được sử dụng đúng cách để tránh các tác dụng phụ không mong muốn. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo rằng người trưởng thành nên ăn từ 150 đến 200mg nghệ mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải thận trọng trong việc sử dụng nghệ trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất, đó là với những người bị bệnh túi mật. Hơn hết, nghệ là một loại thảo mộc phổ biến có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng nghệ một cách an toàn và hiệu quả. Người bị bệnh túi mật nên hạn chế ăn nghệ vì nó có thể khiến cho túi mật co lại,
làm các triệu chứng trở nên nặng hơn. Nghệ chứa nhiều oxalat, một loại chất có thể kết hợp với canxi trong nước tiểu để hình thành sỏi thận. Do đó, nếu những ai đang có triệu chứng về bệnh sỏi thận thì không nên sử dụng nghệ. Đối với những ai đang bị các vấn đề về túi mật, việc sử dụng nghệ có thể làm tăng các triệu chứng của bệnh và gây ra không ít khó khăn cho việc điều trị. Ngoài ra, những ai đang gặp vấn đề về thận, đặc biệt là những người có sỏi thận, cũng nên hạn chế hoặc ngừng sử dụng nghệ để tránh tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Thứ hai, nghệ có thể làm chậm khả năng đông máu. Đối với những người có vấn đề về hệ thống đông máu, nghệ ngược lại có thể làm trầm trọng thêm tình trạng. Điều này bởi nghệ chứa các hoạt chất có khả năng làm chậm quá trình đông máu, biến nó thành kẻ thù với những ai đang cố gắng kiểm soát các vấn đề chảy máu. Cho nên, nếu bạn hoặc người thân trong gia đình có bệnh lý liên quan đến rối loạn đông máu, hãy cẩn trọng với việc dùng nghệ, bởi nghệ có thể khiến tình trạng chảy máu trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc này, việc phối hợp nghệ vào chế độ ăn uống không chỉ đơn thuần là lựa chọn một thực phẩm bổ dưỡng nữa, mà còn cần được tư vấn và hướng dẫn cụ thể từ các chuyên gia y tế. Thứ ba, nghệ có thể cản trở quá trình hấp thụ sắt trong cơ thể. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang mắc bệnh thiếu máu do thiếu sắt, nghệ có thể khiến tình trạng của bạn trở nên tệ hơn. Vì vậy, nếu bạn đang bị thiếu sắt, hãy hạn chế hoặc ngừng sử dụng nghệ. Và cuối cùng, thứ tư mà chúng tôi muốn đề cập là với phụ nữ đang mang thai, việc sử dụng nghệ trong thời gian này cũng không phải lúc nào cũng an toàn. Điều này là do nghệ có thể gây tăng co bóp tử cung, từ đó dẫn đến việc động thai hoặc thậm chí sảy thai. Nghệ đã từ lâu được biết đến với khả năng chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động mạnh mẽ. Bên cạnh đó thì lá đinh lăng lại được coi là một thần dược trong y học truyền thống, giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Đinh lăng rất phổ biến ở nước ta và được danh y Hải Thượng Lãng gọi là sâm của người nghèo, vì nó được chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe con người. Khi hai loại thảo dược này hợp tác, chúng tạo nên một bài thuốc bổ toàn diện cho cơ thể. Tinh chất chống viêm mạnh mẽ của curcumin trong nghệ kết hợp cùng với khả năng tăng cường năng lượng và giảm căng thẳng của đinh lăng tạo ra một sự liên kết mạnh mẽ giúp giảm viêm, giảm đau và cải thiện tuần hoàn máu cụ thể. 1. Cải thiện tình trạng mất ngủ. Các bạn thân mến, một giấc ngủ ngon là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với sức khỏe và tinh thần của chúng ta, đặc biệt là khi tuổi tác càng lớn. Mất ngủ không chỉ gây ra cảm giác mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe tổng thể. May mắn thay, lá đinh lăng là chính là một phương pháp tự nhiên mà chúng ta có thể áp dụng để cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách hiệu quả. Lá đinh lăng không chỉ là một loại thảo dược thông thường mà còn là một phương thuốc quý được sử dụng từ thời xa xưa nhờ có chứa các hoạt chất có tác dụng ức chế men monamin oxidase. Lá đinh lăng khi kết hợp cùng nghệ sẽ giúp kích thích khả năng truyền dẫn thông tin tại xung thần kinh, từ đó giúp xua tan cảm giác mệt mỏi, một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng mất ngủ ở người cao tuổi. Ngoài ra, mùi thơm dịu nhẹ của lá đinh lăng còn có tác dụng an thần và đã thông kinh mạch, giúp cho bạn ngủ sâu giấc và ngon hơn. 2. Chữa bệnh tiêu hóa. Trong số những loại thảo dược quý giá trong kho tàng vị thuốc của Việt Nam, lá đinh lăng nổi bật với khả năng hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu các vấn đề liên quan đến đường ruột vô cùng hiệu quả. Bạn biết không, lá đinh lăng thực sự có tác dụng đáng kể trong việc điều trị tiêu chảy, đầy hơi và khó tiêu nhờ vào các hoạt chất quý giá có trong lá đinh lăng như alkaloid giúp ức chế vi khuẩn gây viêm và kích thích quá trình tiêu hóa. Bên cạnh đó còn có flavonoid có tác dụng chống viêm và làm dịu cơn đau, từ đó giúp cân bằng hệ tiêu hóa, làm giảm cảm giác đầy bụng khó chịu mà người cao tuổi thường gặp sau mỗi bữa ăn. Và để tận dụng tối đa công dụng của lá đinh lăng, có một phương pháp đơn giản mà hiệu quả là thường xuyên sử dụng nước uống nấu từ lá đinh lăng. Để làm nước uống từ lá đinh lăng, bạn chỉ cần rửa sạch một nắm lá và ngâm trong nước muối loãng để loại bỏ bụi bẩn. Sau đó cho lá vào nồi nước và đun sôi. Khi nước đã sôi, hãy chắc lấy nước uống khi vẫn còn nóng. Bạn hãy cố gắng duy trì uống nước lá đinh lăng liên tục trong ít nhất 5 đến 6 ngày để có thể giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng không thoải mái đến từ các vấn đề tiêu hóa khi về già
các bạn nhé. 3. Giảm đau lưng do thời tiết. Mỗi khi thời tiết chuyển sang lạnh, nhiệt độ cơ thể của chúng ta thường xuống thấp, khiến không ít người cao tuổi gặp phải tình trạng đau nhức từ xương khớp, đặc biệt là vào mùa đông. Cảm giác đau nhức này không chỉ làm ảnh hưởng đến sự linh hoạt của cơ thể, mà còn làm suy giảm chất lượng cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, có một phương pháp tự nhiên, vừa dễ thực hiện ngay tại nhà, mà còn có thể giúp bạn giảm nhẹ cảm giác đau và thoải mái hơn khi vận động. Từ xưa đến nay, nước lá đinh lăng đã được biết đến như một liệu pháp dân gian giúp giảm đau nhức xương khớp ở người già vô cùng hiệu quả. Trên thực tế, việc uống nước lá đinh lăng trong vài ngày có thể giúp giảm cơn đau nhức khớp một cách đáng kể. Điều này đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu và trải nghiệm của những người đã áp dụng phương pháp này. Bên cạnh đó, để đạt được hiệu quả nhanh chóng hơn, bạn cũng có thể kết hợp lá đinh lăng với các loại thảo dược khác. Bạn chỉ cần lấy 30g lá đinh lăng tươi rửa sạch, kết hợp với 15g mỗi loại cúc tần, sễ cây trinh nữ, cam thảo dây và 800ml nước. Sau đó nấu hỗn hợp này cho đến khi nước cạn còn khoảng 300ml, chắc lấy nước và chia thành 3 lần uống trong ngày. Thực hiện liên tục trong 5 ngày, bạn sẽ cảm nhận được sự thuyên giảm đáng kể và cảm giác đau nhức, từ đó giúp bạn trở lại với cuộc sống hàng ngày một cách thoải mái và tự tin hơn. 4. Trị dị ứng da. Khi chúng ta bước qua tuổi 60, nỗi lo lắng không chỉ vây quanh vấn đề sức khỏe tim mạch và tìm cách duy trì sự cân bằng trong cơ thể, mà không ít người còn phải đối mặt với các vấn đề về liên quan đến da. Với đặc tính hàng tự nhiên và khả năng giải độc, lá cây đinh lăng từ lâu đã được biết đến như một phương pháp tự nhiên hỗ trợ điều trị các vấn đề ngoài da vô cùng hiệu quả. Mề đay vẩy nến hay viêm da dị ứng là những căn bệnh da thường gặp ở người cao tuổi. Những triệu chứng như ngứa ngáy khó chịu có thể khiến cuộc sống khi về già trở nên khó khăn hơn và không thoải mái. Tuy nhiên, giải pháp tự nhiên từ lá đinh lăng có thể làm giảm các triệu chứng này tức thì đấy ạ. Cách thực hiện bài thuốc cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy 80g lá đinh lăng khô, sau đó nấu cùng 500ml nước cho đến khi còn khoảng 250ml. Hỗn hợp này sau đó được chia thành 2 phần và uống hàng ngày. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, chúng ta nên duy trì việc sử dụng liên tục trong ít nhất 10 ngày đến khi nhận thấy những dấu hiệu trên bề mặt da không còn nữa mới ngừng lại các bạn nhé. 5. Chống suy giảm trí nhớ. Vấn đề suy giảm trí nhớ là một vấn đề phổ biến thường hay gặp ở người cao tuổi, làm ảnh hưởng đến tinh thần và đời sống của chúng ta rất nhiều. Trong đó, lá đinh lăng ẩn chứa những giá trị tinh thần và dinh dưỡng vô cùng quý báu cho hệ thần kinh. Với hàm lượng vitamin nhóm B đặc biệt, nhất là vitamin B1, lá đinh lăng không chỉ là một nguồn dinh dưỡng quý giá cho cơ thể, mà còn là một vị thuốc dưỡng tâm mạnh mẽ. Theo các nghiên cứu gần đây, lá đinh lăng đã được chứng minh được khả năng tăng cường và phục hồi sự hoạt động của hệ thống thần kinh, từ đó giúp cải thiện trí nhớ và tăng khả năng tiếp nhận thông tin của não bộ ở người cao tuổi, giúp người cao tuổi tập trung và nhanh nhạy các giác quan hơn. 6. Cải thiện chức năng gan. Khi về già, việc bảo vệ sức khỏe và duy trì hoạt động của các cơ quan trong cơ thể càng nên được chúng ta chú trọng nhiều hơn nữa, đặc biệt là đối với gan. Một cơ quan vô cùng quan trọng, đóng vai trò và loại bỏ độc tố tích tụ ra khỏi cơ thể. Và trong hàng ngàn loại thảo dược tự nhiên, cây đinh lăng đã được chứng minh là một cứu tinh cho sức khỏe lá gan ở người cao tuổi. Bạn biết không, lá đinh lăng chính là một kho báu chứa đựng nhiều loại axit amin, trong đó có methionine. Đây là một trong những axit amin quan trọng nhất đối với sức khỏe của gan. Methionine không chỉ giúp bảo vệ gan mà còn có khả năng làm mát, giải độc gan một cách hiệu quả. Việc sử dụng lá đinh lăng đối với gan như một liệu pháp tự nhiên không chỉ giúp tăng cường chức năng lọc độc của gan mà còn giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến gan rất phổ biến như viêm gan, xơ gan và ung thư gan ở người cao tuổi. 7. Cải thiện sức đề kháng, điều trị suy nhược cơ thể. Bên cạnh những công dụng nổi bật trên, thì lá đinh lăng từ lâu đã được biết đến với tác dụng kỳ diệu, không chỉ làm cho tâm trí của bạn tỉnh táo hơn,
mà còn làm cho cơ thể duy trì sự khỏe mạnh, chống lại các tác nhân gây hại sức khỏe đến từ môi trường xung quanh như vi khuẩn, virus. Lá đinh lăng không chỉ là một loại thảo dược thông thường mà còn là một quà tặng của tự nhiên dành cho sức khỏe của chúng ta khi về già. Nhờ có chứa thành phần alkaloid và một loạt các vitamin B1, B2, B6, vitamin C, lá đinh lăng không chỉ làm tăng cường sức đề kháng mà còn giúp điều trị chứng suy nhược cơ thể ở người già một cách hiệu quả. Những vitamin và khoáng chất trong lá đinh lăng không chỉ cung cấp dưỡng chất cho cơ thể mà còn kích thích hệ thống miễn dịch hoạt động mạnh mẽ hơn. Điều này giúp cơ thể của bạn chống lại các tác nhân gây bệnh và phục hồi sức khỏe nhanh chóng sau khi chẳng may mắc bệnh. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một bài thuốc dân gian đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả từ nghệ và đinh lăng, giúp tăng cường chức năng của gan và thận các bạn nhé. Để bắt đầu, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây: 200g nghệ tươi và 200g lá đinh lăng tươi. Quá trình chế biến và sử dụng bài thuốc rất đơn giản. Trước tiên, bạn rửa sạch nghệ và bào ngọt, sau đó cắt nhỏ và giã nhuyễn. Tiếp theo, bạn rửa sạch lá đinh lăng, ngâm trong nước muối khoảng 15 phút và rửa lại với nước sạch. Sau đó, bạn cho nghệ và lá đinh lăng vào nồi, thêm khoảng 1 lít nước và nấu ở lửa nhỏ, cho đến khi lượng nước còn lại khoảng một nửa. Khi đã đạt được điều này, bạn vớt bã vỏ và chỉ để lại phần nước, sau đó đun sôi lại một lần nữa. Bài thuốc này nên được sử dụng trong vòng 2-3 ngày. Mỗi ngày, bạn nên uống 2-3 lần, mỗi lần khoảng 100ml. Tốt nhất là uống trước bữa ăn khoảng 30 phút để đạt được hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, bài thuốc từ nghệ và lá đinh lăng không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi người. Người mắc về các vấn đề dạ dày hoặc phụ nữ có kinh nguyệt không đều có thể không thích hợp với các loại thuốc này. Trước khi thử bất kỳ loại thuốc dân gian nào, hãy thảo luận kỹ với bác sĩ và chuyên gia y tế để đảm bảo an toàn đối với cho sức khỏe chúng ta, các bạn nhé. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn nút thích